sao nào? Ơ ừ, mình đổi ý rồi. Ừ, đóng cửa lại đi. Mình nhầm địa chỉ. Được rồi, mình cần những tội phạm nguy hiểm nhất mà ai cũng phải sợ. Mary và Claire là sinh đôi, và phong cách đi biển của họ rất sang chảnh. Mua sắm. Chữ ký. Chụp ảnh. Là một đôi song sinh nổi tiếng rất khó. Và bạn không chú ý đến thứ gì xung quanh cả. Lâu đài cát của em. Chị không thoát được đâu nha. Bye nhóc. Ngày đẹp ghê. Em đi gọi nước nha. Cho mình 2 ly. Xin chào. Yeah, thời tiết ở đây đẹp lắm luôn á. Đưa dây với. Băng keo nữa. Ok, bye. Cảm ơn đồ uống nha. Chị bạn ở chỗ bọn mình. Cô ấy đã bị bắt cóc. Ô không, mình cần ai đó cứu mình. Nè, họ đang làm gì vậy? Họ có băng keo và dây. Đáng nghi ghê. Họ đã bắt cóc Claire của mình. Trả chị gái lại cho mình đi. What? Ồ, các bạn đang sửa phao à? Có người đã bị bắt cóc nè. Giúp mình với. Ủa, là bạn mà. Nhìn y như nhau vậy. Bạn đang ở đây thì sao mà mất tích được chứ? Chị song sinh của mình đó. Bằng chứng đây nè. Ồ, bọn mình vẫn không hiểu. Được rồi, chị của mình bị người xấu bắt cóc rồi. Mình không tìm được chị ấy. Ồ, tệ thật. Mình có ý này nè. Đây là danh sách các tội phạm nguy hiểm ở trên đảo này. Chắc là một trong số chúng rồi đó. Cảm ơn nha. Thông tin hữu ích lắm. Chúc may mắn cô gái. Ồ, bạn thấy chị gái mình ở đâu không? Sao? Ngay phía sau mình đó hả? Đâu? Đâu có ai đâu. Ok, mình sẽ tự đi tìm Claire vậy. Chiếu tướng nè. Đang chơi bài mà em. Nhưng dù sao em cũng thắng. Hay á. Bình tĩnh đi Yakuza. Chỉ là cô gái thôi mà. Đừng báo động đỏ giùm đi. Chào nha. Cảm ơn. Ồ, là kimono. Claire à, trả áo thun lại cho em đi. Không, của chị mà. Không, của em nha. Ủa, xin lỗi nha. Mình bị phân tâm. Mình không cố ý làm cho bạn đau đâu mà. Giúp mình tìm chị với. Bạn có giữ chị ấy không? Người này có thể giúp cho bạn đó. Hacker Anonymous. Cảm ơn nha. Mình... Ồ, cô ấy biến mất tiêu rồi. Cũng hợp lý. Xin lỗi. Bạn thấy người này ở đâu không? Con bù nhìn này hả? Xin lỗi, không có. Ồ, hình hỏng rồi. Đợi chút nha. Này, còn đây thì sao hả? Các bạn gặp chứ? Không, không thấy. Ồ, cảm ơn nha. Anonymous, hacker vĩ đại, tồi tệ và bí ẩn. Xin lỗi, mình có thể... Để mình yên đi, mình đang làm việc quan trọng đó. Ồ, vậy sao? Ai mà chẳng ấn bàn phím được chứ? Hả? Lầu Năm Góc bị hack sao? Đỉnh ghê. Mình là thiên tài. Chào, mình là Polly. Bạn là hacker tồi tệ và nguy hiểm đó hả? Ngạc nhiên ghê. Bạn giúp mình tìm chị gái có được không? Đợi chút nha. Tiến hành tìm kiếm. Ồ, Claire cũng giỏi công nghệ nữa. Sắp xong rồi. Nè, chị đang làm gì bên đó vậy? Đang làm cho em trông hình đẹp hơn nè. Như chị vậy đó. Tuyệt vời. Claire à, chị chính là thiên tài. Hack camera. Đăng nhập hệ thống giám sát. Xong xuôi, đây rồi nè. Nè, Mary. Mình thích trơm trơm. Video của họ hay nhất luôn. Nè, đừng có chạm vào laptop của mình mà. Ủa, bạn
có muốn tìm chị hay không? Người bạn cần tìm đây nè. Thấy chứ, Hip Hop Tree. Cảm ơn nha, Hacker Polly, bạn là nhất. Chào, tìm được người này có thưởng không? Yeah, cuối cùng. Mình biết cô ấy đang ở đâu. Đây nè, nhìn đi. Cái gì? Là mình mà. Y chang trong hình chứ bộ. Phần thưởng đâu? Bye. Tham lam ghê. Đây là băng đảng Hip Hop, Hip Tree và Hobby. Chào nha các bạn. Mình nè, chú ý đến mình được không? Bạn là ai vậy? Bạn muốn gì đây? Chị gái mình mất tích trên bãi biển rồi. Lúc đang nằm trên ghế á, chị ấy bị các phản diện xấu xa bắt cóc rồi. Các bạn giúp mình được chứ? Mình có ý này, Hobby. Hiểu rồi, Hip Tree. Theo mình nào. Lên ghế sau đi cưng. Ok. Bật nhạc lên. Và đi thôi nào. Vậy là đến rồi đó. Chuyến đi tuyệt lắm. Cái gì? Ta vừa đi một vòng mà. Còn chị mình thì sao đây? Ừ phải ha. Bọn mình không biết cô ấy đang ở đâu. Bọn mình chưa thấy bao giờ. Xin lỗi nha. Hả? Vậy mà tự nhận là xã hội đen. Được rồi, cảm ơn. Đi thôi nào bạn hiền. Chị của mình đâu rồi nhỉ? Nhớ chị quá đi. Wow, nhìn cô ấy xem. Chào. Đây từng là nơi bọn mình thích nhất. Muốn đi chơi với mình không nè? Này, sao vậy? Sao bạn lại khóc? Khoan đã. Vì mình hả? Mình cần phải đi tắm. Le đâu rồi? Ô không, là mẹ. 5 phút nữa mẹ sẽ đến. Rắc rối to rồi. Không thể để cho mẹ biết Lạc Le bị bắt cóc được. Làm sao bây giờ? Mình có ý này nè. Chào con yêu nha. Le đâu rồi? Mẹ nhớ mẹ có 2 đứa con gái lận mà. Để con gọi cho chị nha. Chiến dịch 2-1 bắt đầu. Chào mẹ. Con ở trong phòng bên này nha. Mẹ có mang kính cho các con đây nè. Đeo thử xem chúng hợp với ai hơn nào. Tuyệt quá. Le, ra thử kính đi nào con à. Để con gọi chị cho. Le. Chào mẹ, con nè. Con hành động hơi lạ à nha. Ngồi thẳng lên coi. Khó hơn mình tưởng. Các con của mình có gì đó sai sai. Có chuyện gì đây hả? Mẹ. Le bị mất tích rồi. Đừng sợ. Mẹ có ý này nè. Đây chính là chị song sinh của mình, thầy bói Brenda. Ta sẽ nhờ các linh hồn giúp đỡ. Thẻ tử, thẻ visa và thẻ giảm giá cửa hàng. Oh yeah. Thẻ bài tiết mọi sự thật. Lâu đài thẻ đẹp quá gì à. Nè, gì có giúp gì đâu. Toàn là lừa đảo không à. Đừng xúc phạm gì chứ. Ngồi xuống. Dì làm được nhiều hơn cháu tưởng tượng đó. Linh hồn lửa, giúp mình đi. Le đang bị các tội phạm nguy hiểm nhất thế giới bắt giữ. Nhưng phải tìm họ ở đâu bây giờ? Tìm được rồi nè. Brenda có thể làm mọi thứ mà. Ôi trời ơi. Chả được gì cả. Sao nào? Mình đổi ý rồi. Đóng cửa lại đi. Mình bị nhầm địa chỉ.
Được rồi, mình cần những tội phạm nguy hiểm nhất mà ai cũng phải sợ. Vào đi. Hả? Đây là những phản diện ghê gớm nhất thế giới à? Một đám nhóc sao? Gì hả chị gái? Chị đang tìm chị gái. Chị ấy bị bắt cóc rồi. Chị của chị đó hả? Phải. Sao các em bắt chị ấy vậy? Chị ấy xúc phạm trùm ở đây. Lẽ lẽ ra không nên dẫm lên lâu đài của người khác. Còn không chịu xin lỗi nữa. Bye nhóc. Mọi người chú ý, có khách hàng mới nè. Mang Claire đến cho mình đi. Đó, thưa sếp. Chúng ta làm lành có được không? Được thôi, không đấu nữa. Ngoéo tay. Chúng ta đình chiến nha. Phiêu. Thật phiêu luôn mà. Cuối cùng cũng tìm được chị rồi. Đi thôi. Le, chị vô vọng thật á.